rộn ràng vang vang, cờ phấp phới người lấp lấp.
thánh có rất lời cảm tạ và một lòng thành nhỏ bé đơn sơ xin bỏ ăn chọn đời con nhân cho ân tình ngài nở thắm đoá con tiên. Kính lạy thánh Bùi Văn Tín, tối hôm nay hòa với muôn tấm lòng của cả cộng đoàn, chúng con nâng lòng mình lên như những đóa hoa để thơm kính ngài. Chúng con kính dâng những đóa hoa cao niên với tuổi già đáng kính trọng, xin cho các bậc tổ tiên ông bà luôn được bình an trong Chúa, vui khỏe trong đời, để các ngài mãi là chốn cửa nương thương yêu cho lũ cháu đàn con. Đây là đóa hoa trưởng thành của các bậc cha mẹ trong mỗi gia đình. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn thống trị và gắn kết tình yêu lứa đôi, để mỗi người cha, người mẹ luôn sống mẫu mực, chung toàn một phận với Chúa và với nhau, để trở thành tấm gương sống động về đời sống đức tin cho con trẻ, để gia đình thật sự trở nên mái ấm yêu thương cho mỗi người. Và đây là những đóa hoa thanh xuân với những mơ mộng đẹp nhất. Chúng con đặc biệt dâng kính thánh nhân lứa tuổi vào đời, nguyện xin vị thánh của tuổi trẻ luôn giữ gìn, nâng đỡ, để chúng biết tránh khỏi những cạm bẫy cuộc đời, biết vượt qua những ham muốn bất chính của bản thân và sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con kính dâng những đóa hoa thiếu niên với sự phát triển thể chất và tâm hồn và thể xác luôn thanh sạch, xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng con nâng niu đóa hoa mong sữa của bao bé thơ với tâm hồn tươi sáng, trắng trong giữa cuộc sống hiện đại với nhiều bất an hôm nay. Xin Thánh Nhân phù hộ, độ trì để tâm hồn ấu thơ mãi sáng trong với ở dấu ấn yêu thương của Thánh Linh Thiên Chúa. Chúng con trân quý kính dâng đóa hoa thánh hiến với cuộc đời tu sĩ. Các anh chị em ấy đã chọn Chúa làm gia nghiệp trọn đời. Xin cho đường theo Chúa, dù có gập ghềnh đá sỏi, thì niềm tin yêu vẫn nở thắm hoa hồng. Lạy Chúa, gia đình giáo xứ chúng con như một vườn hoa mà Chúa luôn chăm tưới. Xin cho vườn hoa ấy luôn được ngập tràn ánh nắng của lòng Chúa xót thương, luôn đầy tràn ngọn gió của Thánh Linh và luôn tràn trề sức sống hiến dâng từ truyền thống tổ tiên, để mỗi chúng con thật sự trở nên bông hoa tươi đẹp và tỏa ngát hương thơm trên cánh đồng truyền đạo. Amen. Kính mời giáo họ Văn Côi tiến hoa. Cái chết chiều xưa giờ nở thắm muôn phúc ân. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội Công giáo Việt Nam vui mừng hãnh diện với các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hãnh diện vì đức tin sáng ngời của các ngài trước biết bao cuộc bắt hại bạo tàn vô cùng đồng roi và án tử, đã trở nên con đường để các ngài cùng với Chúa Giêsu tiến về đồi Canvê. Chúng ta lắng nghe bài tán dương Thiên Chúa mà các ngài đã cất lên bằng chính mạng sống mình. Nhờ đó, các ngài được hưởng phúc hiển vinh trong hàng ngũ các thánh. Họ là 117 vị thánh, trong đó có thánh Đa Minh Bùi Văn Quý mà chúng con mừng kính hôm nay. Ngài vẫn luôn hiện diện nơi giáo xứ Lộc Lâm chúng con đây. Thánh nhân đã hy sinh mạng sống mình để nên hạt giống trổ sinh nhiều hoa trái đức tin,
cho nhiều người tin theo Chúa. Xin cho giáo xứ chúng con, các tiên là khu văn tôi, luôn sống đức tin vững mạnh giữa mùa xã hội tục hóa hôm nay. Nhờ nỗ lực thực thi lời Chúa, yêu mến thánh thể và bạn đạo làm chứng về Chúa Kitô ngay giữa đời thường, lạy thánh đa minh quý, giờ phút nhân thiên này, cộng đoàn khu văn côi cùng với giáo xứ Lộc Lâm xin kính dâng lên thánh nhân vui lòng đón nhận. Xin người dùng ơn Chúa biến đổi mỗi người, mỗi gia đình chúng con, để lòng chúng con được ấm lên tình Chúa, tâm trí chúng con biết cậy trông vào Ngài trong những niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời nơi trần thế. Lạy thánh đa minh quý, xin cầu cho chúng con noi gương sáng che ông, đức tin quyết bảo vệ, đức ái tỏa sáng ra, xây dựng nước trần thế mở rộng trước Chúa Cha. Amen. Tiến hoa để thiên yêu nở thắm gió hồng thiên. Lạy thánh tử đạo đa minh Bùi Văn Quý, xưa di phúc ngài đã dinh hành ngàn chân, ngàn vạn dặm để được theo dõi phù trì nâng đỡ đoàn con tha hương nữ trần gian. Chiều nay theo truyền thống hàng năm, đoàn chúng con thuộc giáo họ Thánh Mẫu xin hiệp với toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ quy tụ nơi đền thánh ngài để tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng Thiên Chúa và cùng nhau chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày trọng đại, mừng kính ngày vinh hiển của ngài trên nước hằng sống. Di phúc ngài được bảo quản nơi giáo xứ chúng con chính là niềm vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng qua ngài, làm vinh dự cho mọi người giáo dân chúng con. Và đây cũng chính là nơi để mỗi người chúng con hồi tưởng và chiêm ngưỡng những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo nên những loài thụ tạo trong sạch, thánh kiệt, hy sinh, biết lo tròn bổn phận. Công nghiệp tử đạo của ngài là một gương sáng. Ngài đổ máu đào, hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin và là chứng nhân sống động của Đức Kitô để chúng con noi theo. Ngày nay tại nơi bảo quản di cốt của ngài cũng đã và đang được thịnh vượng cả phần xác lẫn phần hồn. Giờ đây trong niềm hân hoan, đoàn chúng con giáo họ Thánh Mẫu xin kính dâng lên ngài những bông hoa tươi thắm cùng với lòng thành kính chúc tụng và tri ân. Nguyện xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp chuyển cầu cùng Chúa cho đoàn con được giữ vững đức tin trong niềm an vui, biết hoàn toàn tín thác vào vận mệnh trong sự khoan hồng của Chúa, miệng luôn ca vang trên đường vượt biển dương thế này để về tới bến bờ bình an. Amen. Chính lời dạy của Chúa Giêsu,
Khi Yên Nam trả lời thẳng thắn với quan triều đình rằng thánh giá chỉ là khúc gỗ, nhưng khúc gỗ này lại tượng trưng cho Chúa tôi thờ, quan có dám bước qua mặt vua không? Mà lại bảo tôi bước qua mặt Chúa tôi, nhưng dù quan có bước qua mặt vua đi nữa, thì tôi cũng không bước qua mặt Chúa tôi được. Câu nói Yên Nam đầy thẳng khái ấy đã minh chứng một điều sắt son rằng thầy Đa Minh Lý dù có phải chết để minh chứng cho niềm tin của mình thì cũng là phúc được từ vì chính đạo. Nhìn vào tấm gương anh dũng ấy, chúng con không khỏi hổ thẹn với chính mình khi mà miệng lưỡi chúng con không ngớt vang lên lời tụng ca danh Chúa, nhưng hành động của chúng con lại đi ngược lại với lời nói của mình. Cuộc sống hôm nay còn ngổn ngang những mưu toan, ghen ghét, vụ lợi cho riêng mình. Chỉ một giây phút yếu lòng, chúng con sẽ phản bội niềm tin mà cha ông xưa đã dạy tôn vô sới. Giáo họ vô nhiễm chúng con, kính xin Thánh Nhân giúp mỗi người chúng con nhận ra giá trị thật lớn lao của mình, là được làm con Chúa, là con cháu của vị anh hùng bao người ngưỡng mộ. Xin gương sáng của Ngài luôn chiếu tỏa để tin mừng của Chúa tiếp tục được lan truyền qua mỗi người chúng con. Amen. Kính mời gia đình thánh quý tiến hoa là sống giữa dòng đời. Xin yêu mến trọn niềm như con Chúa, dẫu cho ngàn thay đổi vẫn trung kiên. Xin các quan đừng đánh người mà hãy đánh tôi. Đó là lời nói của thầy quý khi quan triều đình hà lệ đánh cha tử. Đời sống ngắn ngủi tạ thế của thầy,
Nếu đem soi chiếu vào lời Đức Kitô giảng thầy về hai đối tâm trọng nhất của người Kitô hữu là mến Chúa, yêu người, thì thầy chính là tấm gương phản chiếu hoàn hảo và sống động nhất. Tình yêu Thiên Chúa được đẩy đến tuyệt đỉnh bằng cái chết tự nguyện, đầy khí phách và tình mến tha nhân, được thể hiện bằng việc xin chịu đòn và cuối cùng là chết thay cho cha tử. Ai cũng có thể tuyên xưng tình yêu Thiên Chúa bằng môi miệng, nhưng tình yêu ấy khó có nhìn thấy được nếu không đi đôi với việc làm. Còn tình mến tha nhân thì lại càng phải thể hiện bằng những hành động cụ thể và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, với người Kitô hữu sống và thực thi lòng mến Chúa yêu người chính là thể hiện hai giá trị cốt lõi trong giáo lý của Chúa. Chúng ta đang sống giữa mùa vọng và đây là thời điểm thích hợp để ta tự chất vấn lại mình: tôi đang ở đâu trong hành trình sống và thực hành lời Chúa? Và với những ai đang lạc bước trong niềm tin thì quay đầu luôn là bến bờ của tình yêu và sự tha thứ. Với lòng thành tâm được đổi mới, chúng ta hãy cùng nguyện xin Thánh Nhân soi dẫn để hết thảy mọi người trong giáo xứ và đặc biệt trong gia đình thánh quý sống tròn ý nghĩa của mùa vọng, được thực sự trở về bằng thực thi đời sống đức tin cách thiết thực, hầu chung tay xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Gia đình thánh quý chúng con cúi xin Thánh Nhân thương nhận và biến những đóa hoa chúng con dâng thành những bông hoa bất tử của tình yêu trọn vẹn nơi Thiên Chúa và tình mến sống trọn vẹn vì tha nhân. Amen.